Mark One số 1 về Mark. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One. Hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi mà rất nhiều bạn đã hỏi mình, không biết nên dùng ốp hay dùng bộ dán G-Span để bảo vệ cho chiếc MacBook của mình. Vậy thì bây giờ mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Đầu tiên, xét về khả năng chống sốc, về điểm này chắc chắn ốp MacBook có điểm cộng nổi bật hơn bộ dán full G-Span khá là nhiều. Ở bộ ốp thì có thiết kế nhựa dẻo đủ dày để bảo vệ máy khỏi những va đập, như chẳng may có lỡ quẹt máy vào góc bàn hay làm rơi điện thoại vào máy thì bạn cũng yên tâm là máy sẽ không bị làm sao đâu nhá. Còn đối với bộ dán G-Span thì đơn giản đây chỉ là bộ dán giúp máy tránh bị xước mà thôi. Chính vì vậy, với những va đập mạnh như thế thì máy vẫn sẽ bị cong hoặc vênh đấy nhá. Thứ hai, xét về độ tản nhiệt cho máy. Chính bởi vì chất liệu dày hơn bộ dán G-Span nên khi bạn dùng ốp sẽ tản nhiệt kém hơn một chút. Bộ dán G-Span có màu sắc và nguyên liệu chế tạo y như bản gốc MacBook và có khả năng tản nhiệt hoàn toàn, không ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt của máy. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn yên tâm với bộ dán G-Span này sẽ không làm MacBook của bạn bị nóng đâu nhé. Nói như vậy không có nghĩa là ốp sẽ làm cho máy của bạn bị nóng. Bạn hãy yên tâm khi bên dưới bộ ốp có khe tản nhiệt giúp máy thoát hơi nóng, chứ không làm cho máy bạn thêm nóng đâu nhé. Thứ ba, xét về màu sắc, ốp có rất nhiều màu để bạn có thể lựa chọn như là xanh rêu, xanh pastel, đỏ đô, hồng pastel, đen trong suốt, trắng kem vân vân. Đi kèm với đó là lót phím cùng màu. Những màu sắc này đều được rất nhiều bạn thích và cũng rất dễ vệ sinh nhá. Kém hơn một chút về khoản màu sắc thì bộ dán G-Span chỉ có hai màu cơ bản trùng với hai màu máy, đó là màu silver và gray. Chính vì vậy khi dán lên vẫn giữ nguyên được màu sắc thật của máy và nó giống đến 98% so với màu máy thật. Ngoài ra thì bộ dán G-Span 5-in-1 này bao gồm 5 miếng dán tất cả, đó là dán mặt lưng, mặt đáy, dán màn hình, dán trackpad và dán hai bên kê tay. Đặc biệt, miếng dán màn hình chính hãng từ G-Span đảm bảo sau khi dán cho màu sắc chuẩn xác nhất đến 99,99%, không bị ám vàng. Điều này rất quan trọng với những người sử dụng MacBook để thiết kế in ấn đấy nhá. Thứ tư, đó là về cách sử dụng. Khi mà bạn mua ốp, bạn có thể dễ dàng lắp ốp vào máy, như mình đã có một clip ngắn hướng dẫn các bạn cách lắp ốp. Mình sẽ để ở bên dưới phần description để các bạn xem kỹ hơn nhé. Tin mình đi, lắp rất nhanh và dễ thôi và các bạn có thể thực hiện xong công đoạn này lắp chưa đầy 2 phút đâu nhé. Còn về bộ dán thì mình khuyên các bạn nên mang máy qua cửa hàng máy tính hoặc là qua Mark One 113 Hoàng Cầu để nhân viên kỹ thuật bên mình dán cho bạn, bởi vì công đoạn dán máy thì sẽ hơi khó một chút nhé. Cuối cùng là khi bạn vệ sinh máy, nếu như bạn dùng ốp thì bạn có thể dễ dàng tháo ốp ra và vệ sinh máy, sau đó lại lắp ốp vào và mình dùng tiếp. Nhưng còn bộ dán G-Span, nếu như bạn muốn vệ sinh máy, tức là bạn phải bóc toàn bộ lớp dán bên ngoài, đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ lớp dán hoàn toàn. Và giá của một combo ốp là 300.000, còn bộ dán full G-Span là 650.000. Nếu có gì thắc mắc, các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.